Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Hòa Bình Minh. Và Linh đang có mặt ở cửa hàng xe máy Bình Minh 1 có địa chỉ là ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và bước sang năm 2023 rồi, có rất nhiều khách hàng đang thắc mắc về Linh về chương trình khuyến mại, những ưu đãi sẽ áp dụng cho mẫu xe Honda Winner X, là một dòng xe côn tay của Honda Việt Nam mà thời gian vừa qua được rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn. Thì trong video này Linh sẽ cập nhật lại giá cũng như là các chương trình khuyến mại sẽ được áp dụng trong thời điểm tháng 1 năm 2023 này các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là phía sau bên Linh luôn luôn trưng bày những mẫu xe Honda Winner X. Đây là một dòng xe 150 phân khối của Honda Việt Nam này, côn tay 6 số và có các phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS. Thì hiện tại Linh sẽ báo giá luôn với mẫu xe Honda Winner X phiên bản phanh thường. Sẽ có 3 màu sắc để các bạn lựa chọn, đó là màu đen bóng này, màu trắng và màu đỏ. Bên Linh sẽ có đủ màu các bạn nhé, với mức giá cho các bạn là 32 triệu đồng cho phiên bản phanh thường. Còn với phiên bản phanh 3 ABS, phiên bản đặc biệt thì sẽ có 3 màu sắc, đó là màu bạc, màu đen nhám và ngoài ra thì sẽ có cả màu đỏ nhám nữa các bạn nhé. Thì với phiên bản đặc biệt sẽ có mức giá, phiên bản ABS này sẽ có mức giá cho các bạn là 35 triệu 500. Và ngoài ra thì với mẫu xe Honda Winner X năm nay sẽ giới thiệu thêm một phiên bản mới, đó là phiên bản HRC vành vàng, thì sẽ có mức giá dao động là cho các bạn khoảng ngoài 36 triệu đồng các bạn nhé. Về chương trình khuyến mại thì Honda Việt Nam vẫn đang tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mại dành cho mẫu xe Honda Winner X. Đó là khi mua xe, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn trong chương trình triệu lời cảm ơn quà khủng Tết đến, để có cơ hội trúng xe Honda Vision hoặc là xe Honda SH350i. Và nếu như khách hàng nào chưa may mắn trúng xe, các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc điện thoại Samsung A04s các bạn nhé. Như vậy là tại thời điểm hiện tại thì 100% khách hàng mua xe Honda Winner X, các bạn vẫn sẽ được tặng điện thoại Samsung, hoặc là các bạn may mắn hơn thì có cơ hội là trúng xe các bạn nhé. 100% khách hàng mua xe Winner X sẽ có quà. Và ngoài ra thì một điều mà rất nhiều khách hàng đang thắc mắc, thì bên Linh bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tiếp tục gia hạn chương trình mua xe trả góp với lãi suất 0% dành cho dòng xe Honda Winner X này, với số tiền trả trước là từ 20% giá trị xe. Thủ tục bên Linh thì chỉ cần căn cước công dân là các bạn có thể mua trả góp rồi các bạn nhé. Và chương trình mua xe trả góp lãi suất 0% này không phải là tại đại lý nào, tại head nào cũng sẽ áp dụng. Vì vậy các bạn nhớ là hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để các bạn có thể được mua xe theo hình thức là trả góp lãi suất 0% các bạn nhé. Cùng với rất là nhiều ưu đãi khi mua xe tại cửa hàng bên Linh như là mũ bảo hiểm, áo mưa, thẻ thay dầu. Và với khách hàng anh em nào ở xa, các bạn cứ liên hệ với Linh, Linh sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng xe. Thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều các bạn ở Tuyên Quang này, Hà Giang này, Yên Bái, Lào Cai, các bạn đi khoảng 200-300 cây số đến bên Linh để có thể sở hữu cho mình chiếc xe Honda Winner X rất là đẹp và thể thao. Và Linh nhắc lại một lần nữa là phiên bản phanh thường sẽ có mức giá là khoảng 32 triệu đồng và ABS sẽ có mức giá là khoảng ngoài 35 triệu đồng. Mua xe 100% khách hàng sẽ được tặng điện thoại, hoặc là may mắn hơn các bạn có cơ hội trúng xe và tiếp tục hỗ trợ hình thức là mua xe trả góp lãi suất 0% dành cho mẫu xe Honda Winner X. Và tiện thể đây thì Linh sẽ nhắc tới mẫu xe Honda CBR150R. Ở đây Linh có trưng bày một chiếc ạ. Thì với chiếc xe Honda CBR150R nhập khẩu từ Indonesia, cũng là 150 phân khối các bạn nhé, với hệ thống ABS 2 kênh, thì mẫu xe này bên Linh đang để giá cho các bạn là khoảng 70 triệu đồng các bạn nhé. Vì vậy nếu như anh em nào muốn mua mẫu xe Honda CBR150R thì các bạn hãy liên hệ với Linh với số điện thoại ở dưới màn hình. Và rất mong sẽ được gặp các bạn tại cửa hàng xe máy Bình Minh 1 ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới nhé. Đặc biệt là các anh em muốn mua mẫu xe Honda Winner X thì các bạn hãy liên hệ ngay với Linh, hoặc là kết bạn Zalo với Linh để có thể được Linh tư vấn cụ thể và chi tiết hơn các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.